Chào bạn, chào mừng các bạn đến với series tập gym tại nhà của mình. Tiếp tục buổi tập lưng xô tại nhà, video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn các bài tập liên quan lưng xô với tạ đơn ở nhà nhé. Nếu các bạn chưa xem video tập lưng xô trước của mình ấy, thì mình để bên góc màn hình nhé. Còn nếu như các bạn lần đầu đến với kênh của mình, nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Ok, giờ đi intro. Dành cho những bạn mới hoặc chưa biết nhiều về cơ lưng xô thì bên cạnh chú trọng tập mặt trước như ngực, bụng hay là tay của bạn thì việc có một mặt sau như lưng, xô, rộng cũng là một cách thể hiện đầy nam tính của phái mạnh. Xét về mặt cơ bắp ấy, thì nhóm cơ lưng xô là nhóm cơ nằm dưới lách của bạn, nằm ở hai bên này này. Khác với cơ ngực hay cơ bụng, cơ lưng xô có phần khó phát triển hơn, do đó nó đòi hỏi người tập ấy, thì thực sự kiên trì và dành rất nhiều thời gian cũng như công sức để tập luyện. Nhất là khi bạn tập lưng xô ở nhà. Vì vậy, video này là dành cho bạn. Mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn các bài tập liên quan đến lưng xô tại nhà với tạ đơn đơn giản mà vô cùng hiệu quả nhé. Tiếp theo là phần quan trọng nhất, các bài tập. Sau khi các bạn tập lưng xô với tạ đơn hai tay cùng một lúc rồi ấy, bây giờ chúng ta cầm từng tay một. Việc chúng ta tập từng bên một ấy, giúp chúng ta focus và tập trung dồn toàn bộ sức lực cho một bên ấy. Khi các bạn đã quá mệt sau hai bài tập cùng tay rồi và tránh được sự nhàm chán hơn. Bài đầu tiên là bài single dumbbell row, dịch nôm na là tập lưng xô một bên. Vẫn giữ các nguyên tắc cũ nhé, ví dụ như hít thở thì bắt đầu chuyển động thì hít vào, kết thúc chuyển động thở ra. Thì bài này tương tự là bắt đầu kéo lên thì hít vào, kết thúc chuyển động, hạ tạ xuống, thở ra. Gồng lưng, gồng xô của bạn lên khi tập nhé, và chú ý là gồng cả co, gồng bụng lại, siết chặt bụng lại. Thân dưới của bạn ấy phải thật chắc chắn, cảm nhận như toàn thân của bạn là một khối thống nhất, không thể tách rời. Khi tập các bạn xoay cổ trỏ ra một góc 45 độ nhé. Khi lên hay xuống ấy, thì các bạn cảm nhận là lưng xô của bạn đang hoạt động, đang chịu áp lực của tạ. Tư thế đứng của bạn là đứng chân trước chân sau nhé. Ví dụ bạn tập bên trái thì bạn bước chân phải lên, vậy tập bên phải thì bạn bước chân trái lên, đổi lại. Cố gắng tập từ 2 đến 4 set, mỗi set từ 8 đến 12 rep, tùy vào mức tạ và tùy vào sức của bạn nhé. Tiếp theo vẫn tương tự như bài trên nhưng lúc này mình cầm tạ, mình sẽ xoay dọc ra như này. Tay của bạn lúc này sẽ song song với cơ thể của bạn, tạ, tay và cơ thể bạn song song. Khi tập bạn cố gắng áp sát tay của bạn vào nhé, khép cái nách của bạn lại, đừng có bành ra như này, khép lại nhưng mà cũng đừng khép quá để khi bạn lên nó có thể di chuyển được. Sau hai bài tập đứng chân trước chân sau rồi ấy, thì tiếp đến bạn đứng hai chân song song. Bài này tương tự như các bài trên, các bạn vẫn giữ các nguyên tắc chung là hít thở, gồng lưng, gồng co và giữ chân chắc chắn. Nếu muốn bạn có thể thay đổi bài tập bằng cách xoay cùi chỏ, xoay cổ tay hoặc cách cầm tạ của bạn thì sẽ ra được một bài mới để tránh nhàm chán hơn. Bài này mình thấy khá là phê hay là do mình tập cuối buổi tập rồi nên như vậy.
Sau 3 bài tập lưng xô, chúng ta tì tay lên một vật nào đấy rồi, thì bây giờ chúng ta tì cả chân lên. Lúc này các bạn sẽ có hai điểm tì là cả tay và chân. Các bạn mới tập có thể áp dụng bài này khi chưa biết cách giữ thăng bằng cũng như các tư thế của bạn chưa chuẩn. Lúc này khi các bạn có hai điểm tì rồi ấy, thì cơ thể hay là người của bạn sẽ chắc chắn hơn, tư thế của bạn sẽ chuẩn hơn. Các bạn thử tập xem nhé. Các bạn có thể tì lên ghế tập như mình hoặc ghế băng, ghế tựa. Tùy miễn sao là nó phù hợp với cả điều kiện tập luyện của bạn và bạn cảm thấy thoải mái trong tư thế tập luyện đấy là được. Ok. Bài tiếp theo là bài Deadlift Dumbbell Pullover. Bài này dịch tiếng Việt khá là ngoằng, nhưng mà dịch nôm na là khi bạn tập lưng xô, bạn nằm lên ghế, tay bạn đưa về phía sau rồi như này, rồi bạn nhấc lên, nhấc đưa về, nhấc lên, khi ấy kéo căng cơ lưng xô dưới của bạn ra. Bài này hơi khó tập cho các bạn mới, các bạn nên tập dần dần nhé, chọn mức tạ nhẹ thôi, đừng có cố tập vì mới mà lại vừa mới tập mệt xong rồi. Bài này các bạn chú ý mình một điều là khi xuống các bạn cố gắng để tay hay tạ của bạn ngang đầu với nhé. Còn khi lên ấy, các bạn cố gắng đưa tay và đưa tạ của bạn ngang ngực, đừng đi sâu quá và cũng đừng đi khi xuống đừng đi sâu quá và khi lên thì đừng đi hạ thấp quá là được. Bài này các bạn có thể tập ở ghế nằm ngang hoặc ghế dốc xuống tùy ý nhé. Bài này khá là khó tập ấy, các bạn cứ thử tập xem nhé. Ok, đến đây mình sẽ dừng lại buổi tập nhóm cơ lưng xô tại đây nhé. Vì để còn chuyển sang buổi tập nhóm cơ khác. Vì có quá nhiều các nhóm cơ mình phải tập rồi, đúng không? Nếu các bạn mới đi tập thì cố gắng tập như mình đã giới thiệu nhé. Còn nếu như các bạn đã đi tập và có kinh nghiệm hoặc các pro có tình cờ xem được video của mình, thấy mình cần chỉnh sửa và bổ sung ở đâu thì comment phía dưới để chúng ta cùng thảo luận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Nếu như thấy hay, bổ ích, phiền mọi người nhấn thêm nút like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người.